Đầu tiên tôi xin chúc mừng thành công cơ hội tạo trong thời gian COVID này. Hôm nay tôi có thời gian giới thiệu về nội soi phế quản trong thời đại COVID-19. Ngày mai cũng có một video seminar về nội soi can thiệp. Nếu có người quan tâm thì xin đến thăm ạ. Rồi bắt đầu về COVID. Bây giờ ở Việt Nam thì chắc chưa cần lo lắng lắm. Và hy vọng là chiến phòng sắp đến và cải thiện tình trạng về COVID thế giới. Ở Nhật Bản thì hệ thống y tế cũng vẫn tốt và bệnh nhân cũng không nhiều quá nên không có vấn đề lắm. Nhưng mà hiện tại ở châu Âu, Mỹ đang gặp khó khăn nhiều và đặc biệt là cơ sở y tế thì rất vất vả. Và nội soi phế quản cũng là đang bị ảnh hưởng của COVID-19 và chủ đề hôm nay là thỉnh thoảng được thảo luận trong hội thảo thế giới. Khi chúng ta bác sĩ hô hấp gặp những hình ảnh CT như này và muốn chẩn đoán sinh thiết, nhiều khi phải cần sinh thiết bằng nội soi phế quản. Hình ảnh CT đây là những trường hợp mà có thể sinh thiết bằng nội soi phế quản. Hai ảnh CT cửa sổ trung thất này này và này thì hạch trung thất và rỗng phổi xung quanh, và khi như vậy là phải cần y bác sĩ bên đây. Nội soi trung thất là hiện tại thường không có chỉ định lắm rồi, còn để sinh thiết hai ảnh bên trái này chắc là ung thư phổi rồi, và hiện tại có nhiều nước chỉ sinh thiết bằng nội soi phế quản dưới hỗ trợ là điều e. Còn hai hình ảnh bên lan tỏa này thì cái trên là hình ảnh kính mở, thật ra là đây là di căn từ ung thư dạ dày, và cái dưới này là bên gì nhiễm ít khi gặp. Và tại ông Nhật, những nước châu Âu, Mỹ chẳng hạn, những tổn thương như vậy là sinh thiết bằng nội soi phế quản ống mềm để chẩn đoán an toàn và chính xác. Vì vậy, nội soi phế quản là hiện tại được nói là một kỹ thuật ở trung tâm của chẩn đoán bệnh bệnh phổi. Nội soi phế quản ở Việt Nam cũng là đang phát triển rất nhanh. Ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ lãnh đạo của Việt Nam đã học kỹ thuật e-bus rồi và đã sắp bắt đầu rồi. Hôm nay sau báo cáo của tôi thì anh Giáp sẽ giới thiệu về e-bus TPNA. Bây giờ nhiều nước đang có vấn đề về COVID-19. Ở đây có một câu hỏi làm vấn đề đó hơi phức tạp. Khi muốn loại trừ khả năng COVID-19 từ bệnh nhân trước mặt mình, phải làm sao? Vấn đề này là bắt đầu khi ở ngoài bệnh viện chỉ có một bệnh nhân COVID được phát hiện. Cũng có người nói là không có sốt thì không phải COVID-19 đâu. Mà câu này có đúng không? Hay là bệnh nhân không có đau hồn, chỉ là đau bụng. Thế thì còn có khả năng là COVID-19 không? Ở Tokyo thì thật ra là bây giờ có bệnh viện yêu cầu chụp CT để loại trừ COVID. Mà đó có hợp lý không? Hay là có thể nói được xét nghiệm PCR và kết quả đó âm tính thì người đó không phải là COVID-19 hay không? Thật ra hiện tại chúng ta không có xét nghiệm nào để loại trừ khả năng hữu định khả năng bệnh nhân có SARS-CoV-2 hay không. Nếu có bệnh nhân có hình ảnh CT như viêm phổi do virus rồi chắc PCR và SARS-CoV-2 là có đủ độ nhạy và độ đặc hiệu. Nhưng đối với bệnh nhân mới lấy SARS-CoV-2 trong một tuần này hay là chưa có triệu chứng thì nhiều khi PCR cũng là có chẩn đoán COVID-19. Còn có nhiều loại xét nghiệm để phát hiện COVID-19 nhưng mà không có xét nghiệm nào để loại trừ COVID được. Tức là khi dương tính thì chắc có COVID rồi, nhưng mà khi mà âm tính thì không ai biết được bệnh nhân đó là có COVID hay không.
Nguy cơ có bệnh nhân COVID-19 trong những bệnh nhân nhập viện lý do bệnh khác có thể thay có thể cho tình trạng của dịch bệnh khu vực xung quanh bệnh viện thì phải suy nghĩ khác nhau. Ở Tokyo, Nhật Bản thì hiện tại khoảng từ 100 đến 500 ca trong một ngày COVID bệnh nhân mới. Nghĩa là phòng phẫu thuật NCGM đang screen tất cả bệnh nhân có dự định phẫu thuật. Bây giờ hôm 300 bệnh nhân được xét nghiệm PCR rồi và đã có 7 bệnh nhân PCR dương tính mặc dù không có triệu chứng gì. Và khoa hô hấp NCGM cũng có 2 bệnh nhân đã có lao phổi và COVID-19 đồng thời. Trong các kỹ thuật liên quan y tế, các khoa, một số kỹ thuật là có nguy cơ lây nhiễm bệnh cho xung quanh cao đặc biệt. Và nội soi phế quản cũng là một cái trong đó. Từ bệnh nhân đến bệnh nhân cũng có, và từ bệnh nhân đến nhân viên y tế cũng nguy cơ cao. Từ trước đây có nhiều báo cáo nói như thế, và thật ra thật là tôi nghĩ là như thế. Và do virus SARS-CoV-2 thường ở đường hô hấp trên và dưới nhiều hơn chỗ khác thì nội soi phế quản là một kỹ thuật có nguy cơ khá cao hơn kỹ thuật khác. Mà khả năng COVID-19 không thể loại trừ được, hoàn thành được. Và tất nhiên nội soi phế quản cũng phải được triển khai và phát triển nữa. Nên chúng ta phải bảo vệ mình và bảo vệ bệnh nhân và bệnh viện từ nguy cơ vì COVID-19. Khi gặp vấn đề thế này, tức là vấn đề làm như thế nào cũng không được giải quyết vấn đề này, thì chúng ta hay suy nghĩ theo mẫu format tùy sĩ như đây. Chắc anh chị cũng biết mẫu này khi họp về an toàn bệnh nhân chẳng hạn. Mặc dù không có phương án nào giảm tỷ lệ đến zero, khi kết hợp nhiều loại đối sách và xét nghiệm chắc giảm khả năng lây COVID-19 gần zero được. Về vấn đề này, những nước châu Âu Mỹ thì lắng không ở Nhật Bản. Các hội nghị đưa khuyên cáo và liên quan đến sơ phê quản thì BTS, Just ATS Hiring Guidelines sống bản tiếng Anh. Thật ra không có ai biết được tình trạng COVID trong nước mình sẽ thay đổi như thế nào. Và tùy theo trạng thái COVID trong nước khi đó kế hoạch nên nên thay đổi mềm dẻo. Tất nhiên những guideline này được lập theo tình trạng COVID của các nước đó. Nhưng mặc dù Việt Nam hiện tại rất ít bệnh nhân COVID trong nước, những guideline có giá trị tham khảo. Vì trong đó được tổng lại những bằng chứng liên quan vấn đề này. Về độ chi tiết thì cái test là rất tốt ạ. Và BTS thì lên một ví dụ flowchart để thăm dò COVID khi nội soi phế quản. Trong những guideline đó tôi nghĩ là bản này là một cái có ý nghĩa tham khảo. Trong này cái này là test đã ghi ra những bệnh bệnh hay là tình trạng thường được nội soi phế quản và chia ba nhóm emergent và urgent và non urgent chia theo độ khẩn cấp. Trong emergent có những tình trạng sắp ngặt thở do bị hẹp khí quản hay là ho ra máu chẳng hạn. Và những tình trạng như thế thì chắc phải nội soi phế quản mặc dù bệnh nhân có khả năng có COVID-19 hay là khả năng chưa chưa thăm dò khả năng không biết là có COVID hay không cũng phải làm. Nhóm thứ hai là trong này có ung thư phổi, xương hạch trung thất hay là rỗng phổi nghi ngờ bệnh ác tính, di vật hay là bệnh nhiễm trùng phổi mà người bệnh nhân mà suy miễn dịch. Những tình trạng này chắc có khi có thể đổi được một chút. Như ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ hay di vật cũng có khi đổi được máy tỏa hay là như
ung thư phổi không tế bào nhỏ thì cũng đỏ được mấy tuần. Mà những tình trạng như thế thì cũng nên nội soi phế quản sớm, dưới đủ đôi sắt bảo vệ xung quanh. Còn nhóm 3 là non-agent, tức là có thể hoãn hay có thể theo dõi bệnh nhân bằng xét nghiệm khác. Đây là đồ khẩn cấp, một quan điểm quan trọng để suy nghĩ chỉ định nội soi phế quản trong khi có vấn đề về COVID. Có một quan điểm nữa, quan trọng nữa là bên bệnh nhân cá nhân trước mặt có khả năng COVID như thế nào. Trường hợp suy nghĩ chỉ định nội soi phế quản có thể được chia như vậy: số 1, nội soi phế quản cho bệnh nhân COVID-19 nếu cần thì vẫn phải làm, vì may mắn là khi đôi sắt nhiều và sau đó suy nghĩ mở hô mắt khi nãy thì cũng có thể đảm bảo an toàn được. Mà nếu có thể không không làm được thì không không nên làm thì không làm cũng được. Còn nhóm số 2, bệnh nhân có thể có COVID đang bị nghi ngờ hay chưa đánh giá khả năng COVID. Khi như thế thì cũng nếu cần thì cũng phải làm nội soi phế quản. Số 3, bệnh nhân chắc không có virus corona. Khi đánh giá ngắn thẳng rồi và có thể giảm khả năng corona rồi thì rất tiếc là làm thế nào cũng làm không thể là khả năng zero. Nhưng có vẻ không phải COVID thì cũng làm nên làm, vì chỉ có một ca thôi COVID và không phát hiện được thôi cũng có ảnh hưởng rất lớn cho hệ thống y tế sau. Tức là nếu mà làm nội soi cho một bệnh nhân mà biết sau là đã là COVID thì có vấn đề lắm. Hay thật ra thế này cũng nên có đôi sách, mặc dù nguy cơ thấp cũng là nên chuẩn bị đầy đủ. Nhưng bây giờ về lại hình ảnh CT này, 5 ca trong ảnh này là ung thư, tiêu chết thì phải phân loại là agent. Thì đã suy nghĩ về chỉ định khám thận rồi, đã có đôi sắt môi trường xét nghiệm, mặc áo PPE rồi và đánh giá khả năng COVID của bệnh nhân cũng xong rồi, thì bây giờ còn có gì, có thể làm gì được nữa để thêm một cái khâu mắt tuổi sĩ kia nữa không? Thì vấn đề này cũng đã được thảo luận trong hội nghị của VABIP gần đây. Chúng ta chuyên gia về nội soi phế quản có thể thêm được là làm xét nghiệm nhanh hơn để giảm thời gian nội soi, và xét nghiệm chính xác hơn để không cần xét nghiệm lại nữa. Và để làm như thế nên chuẩn bị kỹ trước khi nội soi. Nghe nói cũng có bệnh viện bắt đầu nội soi ảo để hỗ trợ giảm thời gian nội soi phế quản ở Tokyo, hay là cũng có bác sĩ tập y bác sĩ bên này lại từ đầu để tập bằng mô hình để cải thiện kỹ thuật. Vì mặc dù trong thời gian COVID cũng vẫn phải làm nội soi phế quản, thiết bị và kỹ thuật cũng nên cải thiện được thì tốt hơn. Hiện tại tình trạng COVID của Tokyo vẫn tốt hơn Mỹ hay một số nước châu Âu. Nhưng mà ví dụ nếu có một làn bệnh nhân COVID được phát hiện sau nội soi phế quản thì sẽ vất vả. Chắc phòng nội soi sẽ ngừng chức năng một thời gian và là nhân viên y tế đã vào phòng đó thì nên nghỉ 2 tuần. Vì thế NCGM đã làm các loại flowchart và khai báo đối với bệnh viện lãnh đạo về COVID ở Nhật Bản. ありがとうございます。よし、じゃあ始めます。はい、バッターライ。Thì bây giờ giải thích về bản này. Nguyên tắc là tất cả bệnh nhân làm nội soi phế quản nên được PCR trước. Hiện tại ở NCGM có nhiều loại PCR độ chính xác cao, và cái nhanh nhất là chỉ cần 1 tiếng để có kết quả. Nếu tình trạng bệnh không tốt
và phải làm nội soi trước khi có kết quả PCR đó, tức là hoàn đổi được một tiếng thì đi plan B. Mà PCR âm tính và là không có dấu hiệu nào liên quan COVID-19 thì chỉ có cảm PPE và N95 thôi và làm nội soi phế quản như trước đây luôn, là plan A. Và bệnh nhân COVID-19 cũng có khi phải nội soi phế quản, vì khi đó là plan C. Đây là phần nội soi phế quản của bệnh viện NCGM ạ. Ảnh này là nội soi phế quản trước đây, khẩu trang thì không phải là N95 và có áo nhựa mà hai bên tay thì không được bao bọc, mà ảnh dưới này là bây giờ còn theo tôi chắc là plan A. Mỗi người có PPE cơ bản và khẩu trang hiện N95. Mà khi plan B và plan C thì cái này plan B và cái này plan C thì những máy liên quan nội soi phế quản cũng được bao bọc bằng nhựa. Và ảnh này là plan C, phải làm nội soi phế quản cho bệnh nhân đang điều trị COVID thì Hulu PP mặc tay vít. Và chắc những nước có COVID nhiều hơn thì sẽ khám tặng hơn nữa, và hệ thống như vậy nên thay đổi theo tình trạng COVID xung quanh bệnh viện thời gian đó. Tóm lại bài hôm nay COVID-19 nguyên tắc là xét nghiệm như thế nào cũng không loại trừ được zero. Nhưng nội soi phế quản vẫn là một kỹ thuật ở trung tâm của chẩn đoán bệnh phổi. Nội soi phế quản nên tiếp tục phát triển, mà chúng ta cũng phải bảo vệ mình, nhân viên hay là bệnh viện hay là bệnh nhân khác. Vì thế đối với bác sĩ làm nội soi phế quản thì nên lên kỹ thuật mình cao và nên có thiết bị để cho độ chính xác và an toàn lên nữa. Nếu được thì các anh chị nên suy nghĩ, nếu ngày mai gặp vấn đề này ở Việt Nam mình sẽ kế hoạch nội soi như thế nào, và nếu ở Việt Nam có COVID nhiều, hy vọng là không bao giờ như thế, mà thì phòng nội soi mình sẽ làm như thế nào. Vì nhiều nước đã rất vất vả khi mới gặp COVID vào trong nước, và nhiều bệnh viện đã vất vả khi khu vực bệnh viện mình xung quanh có nhiều bệnh nhân COVID rồi. COVID-19 cũng đang thay đổi cách suy nghĩ, COVID-19 cũng đang thay đổi cách suy nghĩ của chuyên gia nội soi phế quản thế giới một chút. Thì nội soi phế quản Việt Nam đang phát triển nhanh và trung tâm hô hấp cũng là sắp bắt đầu y bắt rồi. Và tôi nghĩ là không nên bị COVID làm phiền phát triển này. Vì thế tôi hy vọng là báo cáo hôm nay có ích cho các anh chị để chi cảm đối sách đối với COVID ở Việt Nam. Còn tôi chỉ cần qua còn một phút, thì là hôm nay có một ca giới thiệu, còn có vẻ có một hai phút nên là giới thiệu luôn. Cái này là nội soi phế quản gần đây đã làm cho bệnh nhân COVID-19. Nên là nếu mà có đối sách đầy đủ thì mới làm được, không phải nội soi thường. Bệnh nhân là 70 tuổi rồi, vì COVID-19 mà bị corona lâu rồi và sốt thì hết rồi, đau ICU lâu mà có vẻ hết sốt rồi, có vẻ ổn rồi nhưng mà suy hô hấp thôi, còn cao oxy nhiều. Thì là bên trái là mới vào ICU và bên phải là bây giờ khi mà đang gặp khó khăn thì hầu hết gần nhau. Nhưng mà có chỗ có kiếm mồ mới, và trước đây kiếm mồ chỗ mà kiếm mồ thì bây giờ là con sôi đê xong rồi. Và cũng có chỗ hình ảnh mới nữa. Thì bệnh nhân này sau khi bị corona một tháng rồi vẫn có suy hô hấp và trong phổi có consolidation và cũng có hẹn kiếm mồ mới nữa, thì để kế hoạch điều trị tiếp theo thì là
chúng ta muốn biết gì, thuốc kháng virus hệ cảm đúng không, Remdesivir hay là Abigan hay là thuốc kháng vi khuẩn hay kháng nấm thì có cần không, kháng sinh hay là thuốc kháng tổ chức hóa hay là thuốc kháng số hóa thì nhìn ta nếp hay là gì thì thế nào, hay là có ý nghĩa heparin không. Suy nghĩ như đó thì còn có SARS-CoV-2 trong như mô phổi thì chắc là thêm thuốc chống virus cũng được, hay là có thể là có bệnh không, hay là trong đó là số hóa hay là tổ chức hóa, hay là trong mạch máu trong đó như mô phổi thì có đang đông máu không. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã làm sơ phế quản cho bệnh nhân COVID, đã làm rửa phế quản phế năng để xem tế bào và để loại trừ bệnh nhiễm trùng khác, và làm thêm sinh tiết lạnh dưới e-bus và siam để sinh tiết và đánh giá cho nhu mô phổi thế nào, hay là có thể biết là virus trong đó thế nào, và cũng làm e-bus ngay sau khi về sinh tiết thêm. Sinh tiết cryo thì chỉ làm được một hai chỗ thôi, mà chỉ là TBLB bình thường thì lấy từ chỗ được. Như mô phổi cho kiếm mở mới đã là thế này, mà trong này thì số hóa thì ít, tổ chức hóa cũng ít, mà có macrophage trong phế năng và cũng là tổ chức hóa là nhiều hơn số hóa. Còn cho mà consolidation nghĩa là số hóa, nhưng mà bác sĩ giáo hợp bệnh nói là số hóa cũng là không phải cái già cái trẻ thôi, và tổ chức hóa thì cũng nhiều và trong phế năng cũng là macrophage. Mà tổ chức hóa và macrophage thì chắc là có hiệu quả, và PCR cũng đã làm cho tất cả mô hay là dịch đã lấy từ phổi, thì PCR thì là dương tính, nhưng mà ở đây có thể nuôi cái virus được nữa và nuôi cái âm tính, nghĩa là PCR dương tính là chỉ là virus mà không hoạt động nữa rồi. Chúng tôi nghĩ là như thế. Số hóa cũng có mà nhiều chỗ là chỉ là tổ chức hóa thôi, và không có vi khuẩn khác, không có bệnh khác. Thì theo kết quả nói số vi khuẩn chúng tôi đã chọn điều trị chỉ corticosteroid thì phổi thì từ từ khỏi, và sau khi điều trị corticosteroid siêu hấp đã cải thiện nhanh và ra viện được rồi. Rồi hình ảnh X quang này cũng là được cải thiện một tháng sau. Rồi chẳng cuối cùng, đối với bệnh viện lãnh đạo của toàn bộ Nhật Bản về COVID, NCGM tiếp xúc bệnh nhân COVID khoảng 10 tháng hàng ngày rồi. Mà theo kết quả xét nghiệm kháng thể theo định kỳ của nhân viên NCGM và thăm dò COVID của nhân viên thì chưa có nhân viên y tế nào bị nhiễm corona từ bệnh nhân. Ở ngoài bệnh viện đã có trung tâm PCR, bệnh viện mở trung tâm PCR đây, và phòng khám thường thì bây giờ có HEPA filter tại chỗ được thêm. Và tầng 5 khu vực mà lao phổi trước đây thì bây giờ khu vực COVID rồi. Mà nghe nói ngày thứ hai ngày kia thì có ca COVID muốn làm nội soi phế quản sớm mà bệnh viện trước không làm được, mới đến đây thì đang chuẩn bị nội soi cho COVID nữa. Rồi bài hôm nay xong rồi ạ. Một lần nữa tôi xin cảm ơn các anh chị ở hội trường đấy ạ.